Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 1 tháng 10 năm 2021 về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký ban hành chỉ thị 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết, an toàn tới đâu mở cửa tới đó. Mở cửa thì phải an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 3 mục tiêu chính: tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất, ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, trước hết củng cố phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố an toàn, hiệu quả, quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới. Người dân thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu thực hiện nghiêm 5K, khẩu trang, khoảng cách, khai báo y tế, khử khuẩn, không tụ tập đông người, đồng thời luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình biết tự bảo vệ mình, sống khỏe và sống an toàn, dùng ứng dụng VNEID, Y tế Hồ Chí Minh, sổ sức khỏe điện tử để di chuyển. Người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh hoặc sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ sau, F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine, tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Người dân được di chuyển trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. 8 nhóm được phép hoạt động: 1. Các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. 2. Các cơ quan, lãnh sự, tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế văn hóa nước ngoài có trụ sở trú đóng trên địa bàn thành phố chủ động quyết định phương thức làm việc phù hợp với đặc thù của tổ chức và đáp ứng quy định về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế. 3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế công lập, ngoài công lập được hoạt động đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19. 4. Các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được hoạt động đảm bảo các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch COVID-19 của lĩnh vực tương ứng gồm 9 nhóm. 5. Các hoạt động cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đám tang, đám cưới, hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tập trung tối đa 10 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch được hoạt động tối đa 50% công suất với điều kiện khách đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm. Các sự kiện biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, thi đấu được tổ chức với quy mô tối đa 60 người với điều kiện có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19. Tổ chức đám cưới, đám tang trong nhà tập trung tối đa 10 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Ngoài trời tập trung tối đa 15 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người. 6. Hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường Internet, qua truyền hình, từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp. Các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định. 7. Hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, trong nhà, hội họp, tập huấn, hội thảo, tập trung tối đa 10 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Ngoài trời, tập trung tối đa 15 người, trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người. 8. Các trường hợp khác phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, các hoạt động tiếp tục tạm dừng. 1. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ, quán bar, bia club, pub, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, rạp xiếc, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử, 2. Hoạt động chợ tự phát, bán hàng rong, vé số dạo, 3. Hoạt động khác trừ các trường hợp được cho phép hoạt động quy định tại chỉ thị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng, triển khai kế hoạch chi tiết thực hiện chỉ thị này trên địa bàn quản lý phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, lưu ý khi thực hiện phong tỏa theo điểm cách ly để phòng chống dịch trên địa bàn phải xác định được phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất từng nhà có thể, đồng thời triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp về y tế như phòng dịch, xét nghiệm, điều trị, tiêm chủng, đảm bảo người dân được tiếp cận các loại hình y tế công từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thành lập các đoàn tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên đột xuất kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 9 nhóm sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ được hoạt động: 1. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung và các cơ sở sản xuất trên địa bàn các quận,
huyện TPTH Thủ Đức 2 doanh nghiệp hộ kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y. Đối tượng hành nghề thú y, 3 công trình giao thông, xây dựng 4 doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ gồm cung cấp lương thực thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, sửa chữa, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, bưu chính, viễn thông, dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc thiết bị dân dụng, công nghiệp, các hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư, dịch vụ công ích, dịch vụ bảo vệ, trạm thu phí sử dụng đường bộ, dịch vụ tư vấn xây dựng, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường, dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ rửa xe, các dịch vụ tiện ích như cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, in, lịch, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng, đường sách, thư viện, phòng tranh, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin, thiết bị tin học, cửa hàng điện máy, cửa hàng mắt kính, cửa hàng thời trang, may mặc, cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức, kho dự trữ, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, 5 trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi, đối với nhà hàng trong các cơ sở lưu trú, cơ sở nghỉ dưỡng, tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan, không tổ chức buffet, 6 cơ sở cắt tóc, gội đầu, thể dục thể thao, gym, yoga được hoạt động tối đa 50% công suất và tối đa 10 người tại cùng một thời điểm, 7 hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh thương nhân nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh, 8 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, logistics, dịch vụ bổ trợ người dân và doanh nghiệp công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, thẩm định giá, kiểm toán, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, điểm thu đổi ngoại tệ, thừa phát lại, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, tư vấn pháp luật và các hoạt động tư vấn khác bổ trợ doanh nghiệp, giám định tư pháp, quản lý thanh lý tài sản, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký biến động đất đai, chứng khoán, dịch vụ cầm đồ. 9 các hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm hội chợ, triển lãm, hội nghị, sự kiện kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm trong nhà, tập trung tối đa 10 người. Trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 60 người. Ngoài trời, tập trung tối đa 15 người. Trường hợp có ít nhất 90% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được tập trung tối đa 90 người. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19. Theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.